Mến chào quý vị đang song hành cùng kênh TV Tuổi Trẻ Yêu Nước Quốc Ngữ. Vâng, Trường Vũ Anh Bình mến chào quý vị đang đi cùng Lady Show của Tuổi Trẻ Yêu Nước tháng 2 2020. Và tuần vừa rồi chúng ta cũng đã biết được cái tên hoa khôi làng đấu tranh không ai khác, đó là cô bé Cát Linh. Vâng, chắc chắn rằng chúng ta cũng đã biết được Cát Linh ngày xưa đến với không gian mạng này là một nhóm bạn. Khi mà biểu hiện lòng yêu nước của mình thì các em đã xúm lại để làm những cái clip nói về lịch sử của Việt Nam. Và sau đó thì cái ý thức hệ của các bạn, nhất là Cát Linh đây, đã phát triển hơn một chút thì em đã rẽ sang một hướng đi khác. Và bây giờ chắc chắn rằng nếu như mà chúng ta khi đi qua không gian mạng Facebook và nhất là CHTV thì chắc chắn chúng ta không bao giờ quên được một phát thanh viên với cái tên rất là dễ thương, cô bé Cát Linh. Vâng, xin mời quý vị hãy song hành với Tuổi Trẻ Yêu Nước đi qua không gian hoa khôi làng đấu tranh 2020 với cái tên gọi cô bé Cát Linh. Cát Linh xin chào tất cả các bạn. Một số việc quan trọng mà chúng ta đã bỏ qua trước khi chúng ta, Cát Linh nghĩ rằng trước khi chúng ta bình thường hóa quan hệ với các nước trên thế giới thì chúng ta đã quên mất một chuyện quan trọng nữa, đó là bình thường hóa quan hệ giữa công dân, giữa những người chủ của quốc gia này với quốc hội, nhà nước, chính phủ. Chúng ta đã quên mất điều đó. Tại sao Cát Linh lại nói như thế? Bởi vì Cát Linh nghĩ rằng hiện nay có vẻ như là cái mối quan hệ giữa công dân và quốc hội, chính phủ nó hơi căng. Vì thế chúng ta đã quên mất bình thường hóa nó. Báo chí nó là một hoạt động bình thường. Và như ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng nói rằng là mỗi người dân là một phóng viên giám sát các cơ quan chức năng làm việc, cán bộ làm việc, đúng không ạ? Thì đấy, đúng, chính xác, đấy là quyền tự do báo chí. 1.000 cuốn hiến pháp để làm gì? Hôm qua, Cát Linh và nhà báo Lê Trọng Hùng tiếp tục đến nhà xuất bản Chính trị Quốc gia mua hiến pháp. Mấy chị nhân viên cứ thắc mắc, sao mua đến 1.000 cuốn thế? Mua nhiều thế để làm gì? Mua về để làm thư viện hay à? Lần nào các bạn đến thì nên gọi hàng, vì đột ngột như mấy lần trước thì có khi nhà xuất bản không đủ số lượng. Hầu hết mọi người không quan tâm đến việc tặng sách, đặc biệt là hiến pháp, không quan tâm đến việc học hỏi, trau dồi kiến thức luật pháp, không quan tâm đến chuyện công dân, đến những gì thời điểm hiện tại công dân sở hữu. Để một quốc gia văn minh và phát triển thì dân trí bao gồm cả quan chức, lãnh đạo phải nhận thức về tầm quan trọng của luật pháp, thượng tôn hiến pháp, phải bảo vệ hiến pháp, bảo vệ kim chỉ nam của dân tộc. Tình trạng quan chức lạm dụng chức quyền, tham ô vơ vét, phá hoại đất nước đang phát triển mạnh mẽ. Một trong những nguyên nhân chính làm cho đất nước nghèo, lạc hậu, xã hội mất chuẩn mực, rối ren. Nếu mọi công dân đều ý thức được quyền và trách nhiệm của mình, hiến pháp được thực thi, bắt buộc chính quyền phải bảo vệ hiến pháp, lập tòa bảo hiến, chúng ta sẽ được đảm bảo quyền công dân, đảm bảo luật pháp chuẩn mực, công bằng trong xã hội. Mấy chị nhân viên nghe nói thì mắt tròn mắt dẹt. Ừ hay nhỉ, sao không ai làm nhỉ? Có quốc gia nào phát triển khi hệ thống luật pháp lộn xộn, quyền chức to hơn luật mà xã hội đó văn minh hiện đại không? Trong các quyển luật về vai trò của công chức, viên chức đều là phổ biến luật pháp cho dân, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lời nói, thậm chí như nói ở trên, từ cấp trung ương đến địa phương, cán bộ vi phạm quá nhiều và sách luật cũng không ngừng tăng giá. Và nhân đây, Cát Linh cũng muốn nhắn gửi các bạn, nếu chúng ta biết được giá trị của hiến pháp không chỉ là giá gần bằng tô phở như các bạn nghĩ, thì khi các bạn lấy đi một cuốn, hãy để lại một cuốn cho người kế tiếp. Chúng ta nối dài cánh tay nhau và chứng tỏ rằng chúng ta cũng có thể làm được tất cả. Đó là nỗi lòng của một cô bé Hà Nội khi nhìn về dânviệt.vn có đăng 93 chuyến bay từ Trung Quốc sẽ đến Đà Nẵng trong dịp Tết. Thì Cát Linh ghi vài dòng: máy đo thân nhiệt có phát hiện được những người bị nhiễm chưa phát số 0.
cho người ta sang rồi cách ly thì đóng quách cửa, hủy bay chẳng hơn. Các vị định cách ly hàng nghìn người này ở đâu? Rồi còn đó là những câu nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đã đành. Quan tài trước mắt vẫn nhăn răng cười mới sợ. Đại họa coronavirus đang hoành hành tại Việt Nam khi cửa khẩu Trung Quốc Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ. Và một lần nữa khi Tuổi Trẻ.vn đưa lên cái tít cách ly một khách Trung Quốc sốt 38,5 độ tại sân bay Đà Nẵng thì cô bé Cát Linh lại cất tiếng: chính phủ cần làm trước đại dịch coronavirus, đóng hết cửa biên giới, từ chối hết du khách từ Trung Quốc, các chuyến bay chỉ chở công dân Việt Nam từ Trung Quốc về, và tiến hành đo nhiệt độ, khám sức khỏe, xét nghiệm trước khi lên máy bay. Những ai có biểu hiện nhiễm virus cần đưa vào cách ly. Đưa du khách vào Việt Nam rồi cách ly thì tiền đâu mà nuôi họ, rồi nguy cơ nhiễm bệnh càng cao, thiết bị y tế đâu cho đủ, tính mạng của gần 100 triệu dân nước này ai sẽ đảm bảo? Và đó cũng là những gì mà cô bé Cát Linh đang đi qua khu vực Đà Nẵng trong những ngày kế tiếp, khi Đà Nẵng lại cách ly thêm 11 người bị sốt, có 4 người Việt Nam. Trên Tiền Phong.vn thì cô bé Cát Linh lại cất tiếng: những chuyến bay từ Trung Quốc vẫn được thực hiện, những chuyến bay vận chuyển virus về tặng cho đồng bào. Hay là khi Vietnamnet.vn cách ly đặc biệt một bệnh nhân Thanh Hóa nghi nhiễm virus corona thì cô bé Cát Linh lại nói: Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đều đã có những trường hợp nhập viện cách ly vì có những triệu chứng nghi nhiễm virus corona. Trung Quốc xác nhận có những người nhiễm bệnh mà không có triệu chứng gì. Đó không phải là tất cả. Những người ở cùng chuyến bay, tàu lửa, taxi, nhà hàng với họ đều có nguy cơ đang nuôi virus trong mình. Việt Nam nếu cứ lững thững như chợ không người thế này với cái cớ không làm dân hoang mang thì sớm trở thành ổ dịch sau Vũ Hán. Tất cả mọi người dân đều nên nắm bắt tình hình và thực hiện những bước phòng tránh cần thiết. Báo chí truyền hình nên thường xuyên đưa tin về bệnh dịch này. Và một lần nữa khi báo giao thông.vn lại đưa Việt Nam có 70 ca nghi nhiễm virus corona, 11 tỉnh, thành phố phải giám sát dịch, thì Cát Linh lại nói: đừng có đợi đến 63 tỉnh thành nhiễm thì cả nước mới phải giám sát. Tất cả các tỉnh cần giám sát, thực hiện các biện pháp cần thiết và thông tin cho toàn dân cảnh giác. Và rồi khi VTC.vn cân nhắc cho học sinh nghỉ học để tránh lây lan virus corona thì cô lại nhẹ nhàng cho bọn trẻ nghỉ luôn chứ đừng cân nhắc nữa. Đừng để đến lúc bùng nổ, mất kiểm soát mới làm. Đó là một Cát Linh. Bây giờ hạnh phúc đơn giản là con người được sở hữu một mặt nạ 3M mới. Chào mừng loài người đến với thập kỷ mới. Cát Linh chẳng tìm đâu ra cái bịch mỏng ra hồn. Đó là nỗi lòng thực sự của một cô bé tên Cát Linh. Và trên những con số thống kê, mạng thông tin đôi khi không phản ánh hết tình hình. Tốt nhất là chúng ta không chủ quan và luôn phòng tránh theo những gì mà bác sĩ chuyên môn khuyên. Những nơi như khách sạn, nhà hàng từ chối người Vũ Hán hoặc những vùng có dịch cũng là một cách phòng ngừa, và đó không hẳn là hắc hủi như báo chí nói. Đây là thời điểm mà chính quyền cần can thiệp và thể hiện trách nhiệm của mình để công dân không bị bỏ rơi. Đó là những gì mà một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đi qua nỗi lòng của quê hương đất nước trong khi đại họa dịch virus corona đang bùng phát. Thì những tấm chân tình này chắc chắn chúng ta đã thấy được sự nhiệt huyết của cô. Vì thế, Tuổi Trẻ Yêu Nước Quốc Nội hân hạnh được xướng tên cô Cát Linh là Hoa Khôi Làng Đấu Tranh tháng 2, 2020. Mến chào quý vị đang song hành cùng kênh TV Tuổi Trẻ Yêu Nước Quốc Nội. Chúng ta cũng đã được biết khi đất nước chúng ta đang đi vào cái không gian đại dịch do chủng cúm H5N1 và nhất là virus corona tràn từ phía Trung Quốc tràn qua Việt Nam bằng những cái cửa ngõ Việt Trung được mở toang từ phía nhà cầm quyền cộng sản, mà chúng ta đã thấy được một góc độ của cô bé Cát Linh khi nhìn về hiện tình đất nước bằng cả nỗi lòng của mình. Chính vì thế mà Tuổi Trẻ Yêu Nước rất vinh dự được xướng tên em là một trong những hoa khôi làng đấu tranh của
giải phong trào tuổi trẻ yêu nước tháng 2 2020. Vâng, một lần nữa cảm ơn em. Và để liên tục chương trình thì Trường Vũ Anh Bình không có gì gọi là nói khác hơn, đó là kính mời quý vị đi qua không gian người phụ nữ Việt Nam với cái tên rất là dễ thương và ấn tượng của thủ quỹ 50K, cô Nguyễn Thúy Hạnh. Như chúng ta cũng đã được biết, thảm sát Đồng Tâm là một trong những dấu ấn không thể phai mờ nơi lòng người nhìn về hiện tình Việt Nam. Và cũng nơi đó, nhiều áp lực và định kiến mà nhà cầm quyền Cộng sản đã đổ lên trên đầu những người yêu nước, trong đó có chị Nguyễn Thúy Hạnh. Vì nỗi lòng là một con dân yêu quê hương tha thiết, yêu mặn mòi, lòng người không giả dối. Vì một góc độ là nghĩa tử, nghĩa tình, nên nơi chị khi đã đi qua và gắn bó cùng quỹ 50K để lo cho các tù nhân lương tâm, thì khi biến cố Đồng Tâm xảy ra, chị là người đi đầu kêu gọi mọi người ủng hộ tiền phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình vừa mới qua đời sau thảm sát Đồng Tâm xảy ra ngày 9 tây tháng giêng năm 2020. Một tài khoản thứ hai mang tên chị đặt tại ngân hàng VCB. Chỉ sau 2 ngày thì con số tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình đã lên trên 500 triệu. Và cũng chỉ vì cái mưu đồ đen tối và cái trò chơi xảo quyệt mà nhà cầm quyền Cộng sản đã hạ tất ra lệnh cho an ninh vào cuộc để phong tỏa tài khoản này, để rồi đe dọa với những lời lẽ không hay dành cho chị tài trợ khủng bố. Cũng chỉ vì những ngôn từ như thế này mà bây giờ một lần nữa xin mời quý vị đi qua nỗi lòng của chị Nguyễn Thúy Hạnh. Thưa cả nhà, hôm nay tôi đã đến làm việc với giám đốc ngân hàng VCB chi nhánh Ba Đình về việc tài khoản cá nhân của tôi bị phong tỏa. Đây là lần thứ hai tôi gặp gỡ họ về việc này. Nội dung làm việc của tôi hôm nay là: một, cơ quan có thẩm quyền nào đã yêu cầu phong tỏa tài khoản của tôi? Hai, yêu cầu phong tỏa đó nêu lý do là lý do gì và dựa trên cơ sở pháp lý nào theo luật định? 3. Tình trạng của số tiền hiện còn lưu giữ trong tài khoản nêu trên của tôi ra sao? 4. Hướng giải quyết của ngân hàng Vietcombank như thế nào đối với tài khoản và số tiền nêu trên của tôi để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng? Họ trả lời, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản của tôi là Bộ Công an. Nội dung, cơ sở pháp lý nằm ở thông báo trên website của Bộ Công an ngày 17 tây tháng 1 2020. Họ cũng trả lời, tiền vẫn nằm nguyên trong tài khoản của tôi cho đến khi Bộ Công an kết thúc điều tra và cho phép giải tỏa. Tiền lãi trong tài khoản
vẫn theo đúng quy định của ngân hàng, họ từ chối lập biên bản làm việc, cũng như từ chối ra văn bản. Còn tôi sẽ tiếp tục làm việc với ngân hàng. Đó là lời của chị Nguyễn Thúy Hạnh. Và bên nỗi lòng này thì chúng ta cũng đã thấy Facebooker Nguyễn Mê Linh đã chia sẻ: mình làm việc rất nhã nhặn với ngân hàng mà họ có xem văn bản gì Bộ Công an làm việc với ngân hàng không? Đúng ra ngân hàng cần cho chúng ta thông báo hay ra văn bản gì đó chứ. Chị Thúy Hạnh trả lời: dạ, trước đó có gửi thông báo phong tỏa tài khoản nhưng không nói rõ lý do là gì ạ. Facebooker Nguyễn Mê Linh lại tiếp: phong tỏa lý do không rõ là vô lý. Sau này nói lý do nhưng không đưa ra văn bản nào của Bộ Công an. Bộ Công an nói chuyện với dân qua truyền thông báo hơi bị ngộ. Tiếp đến là Facebooker luật sư Phạm Thêm: cô Nguyễn Thúy Hạnh cất giữ cẩn thận các giấy tờ có nhận được từ phía ngân hàng và các cơ quan công quyền cũng như các cơ quan dân sự khác, chụp lại thành nhiều bản và đưa cho nhiều người giữ hộ, phòng khi chúng nó giết người diệt khẩu. Facebooker Nguyễn Mê Linh lại tiếp: cứ làm như luật sư khuyên, nhưng cụ Kình bị họ cay đắng vụ bắt 32 cảnh sát cơ động, chứ vụ Vietcombank không đến nỗi thế đâu. Hay là nhà báo Nguyễn Tường Thụy lại phẫn nộ: láo, yêu cầu phong tỏa tài khoản phải có văn bản chứ sao lại căn cứ thông tin trên mạng. Chưa nói đến chuyện bị phong tỏa rồi người ta chửi ầm lên rồi mới ọ ọe lên mạng giải thích. Hay là Facebooker Nguyễn Tiến Dân: nhà nước này họ không hành xử theo luật anh ạ. Hay là chị Nguyễn Thị Tâm xoa dịu nỗi lòng: chị kiên trì nhé. Còn đó là Facebooker Tiến Nguyễn: thật là tởm lợm, vi phạm nhân quyền quá thể, chị cố lên nhé. Hay là Facebooker Đặng Bích Phượng: vì chúng nó nói lanh quanh, không đưa ra được văn bản có dấu đỏ của cái cơ quan có thẩm quyền nào đó, chứng tỏ là chúng nói láo. Tiếp theo Facebooker Bùi Quang Thắng: vì việc này không liên quan gì đến vụ án đã khởi tố nên dù có văn bản thì cũng sai. Facebooker Đặng Bích Phượng trả lời: cần văn bản để có căn cứ pháp lý khi kiện việc chủ tài khoản không được tống đạt quyết định phong tỏa tài khoản là láo toét. Bùi Quang Thắng trả lời: vì biết là sai nên không dám đưa hoặc cấm ngân hàng đưa ra. Đặng Bích Phượng tiếp lời: việc tùy tiện kết luận đây là tiền tài trợ khủng bố trước khi có phán quyết của tòa là công an lộng quyền. Luật sư Phạm Thêu lại vô: kiệt chúng nó. Hay Facebooker Công Sang Lê: coi chừng chúng ra luật ra khỏi nhà đánh gãy chân, cãi lại đánh gãy răng. Luật sư Phạm Thêu lại tiếp lời: nhân dân hãy tìm mọi cách đồng lòng bảo vệ người tốt, người công chính, hãy làm cái ác phải trả giá, hãy cùng nhau hành động bảo vệ người lương thiện. Facebooker Trần Bá Dũng lại còn trong cái status của chị: cơ sở pháp lý sao lại nằm ở Bộ Công an? Công an phải có văn bản gửi ngân hàng yêu cầu phong tỏa tài khoản, nhưng ngân hàng không thể cho công an biết số tiền là bao nhiêu. Nếu ngân hàng thông tin cho công an thì như vậy ngân hàng có vi phạm việc để lộ thông tin tài khoản của khách hàng không? Hay Nguyễn Kim: nên kêu gọi tẩy chay, chứ làm thế này nó sẽ cứ đẩy sang công an thôi. Facebooker Lã Minh Luận: phải kiên quyết em ạ. Hiện nay chị cũng đang bị vu khống, bị đặt rất nhiều chuyện như nhận tiền của các tổ chức phản động nước ngoài để mang vào đấu tranh phân chia cho gia đình cụ Kình và dân ở trong đó, kích động họ tiếp tục chống phá, có cổ phần ăn chia trong nhà xuất bản tự do. Ôi chao, chẳng lẽ đây là cái nghề thức đức ư? Lã Minh Luận tiếp lời: nhưng không hiểu sao người ta cứ thế mãi được nhỉ. Hay còn đó là Phạm Thanh Danh trả lời Facebooker Lã Minh Luận: đấy là công việc, là cơm, là tiền, và trên hết đấy là con đường mà chúng tự chọn, để rồi mai sau sẽ có nhiều kẻ phải tự tử vì nỗi nhục đấy. Lã Minh Luận trả lời: buồn và ức chế quá. Hay còn đó là Facebooker Vũ Ngọc Khánh: theo tôi nên tham khảo ý kiến của các luật sư và tiến sĩ Nguyễn Quang A. Về luật sư, tôi tin tưởng anh Phạm Công Út, hình như anh cũng là người Công giáo. Đi qua những nỗi lòng của các Facebooker, còn đó là vị luật sư Phạm Thêu: cô Nguyễn Thúy Hạnh nên chọn một luật sư
trợ lý cho cô trong tất cả các công việc, những ủy quyền của cô thực hiện các công việc liên quan đến các cơ quan công quyền cũng như các cơ quan dân sự như ngân hàng. Như vậy, cô Nguyễn Thí Hạnh sẽ đỡ vất vả hơn và đảm bảo được sự an toàn cho cô cả về mặt pháp lý cũng như về mặt sức khỏe, tính mạng. Cháu rất tiếc là do hoàn cảnh và sức khỏe không cho phép. Nếu không, cháu đã tự nguyện trở thành một luật sư trợ giúp pháp lý cho người dân Đồng Tâm và có thể trợ giúp cho cô Nguyễn Thúy Hạnh nữa à. Xin thông cảm cho cháu, cô nhé. Đặng Bích Phượng tiếp lời, cháu có thể tư vấn pháp lý cho cô Hạnh qua mạng được mà. Luật sư Phạm Thêu trả lời, cháu đang cố gắng trong khả năng nhỏ bé của cháu. Vâng, trải qua biến cố Đồng Tâm, trải qua vụ khủng bố phong tỏa tài khoản số tiền trên 500 triệu phúng điếu gia đình cụ Lê Đình Kình, mà chị Nguyễn Thúy Hạnh trong mấy ngày qua gần như là không trọn vẹn một cái Tết, và chắc chắn còn đó là nỗi lo sợ đang cận kề không chỉ riêng cá nhân chị Nguyễn Thúy Hạnh và còn đó của cả dân tộc Việt Nam đang nhìn về virus corona và H5N1. Để rồi chúng ta lại đi xa mà cái tên Đồng Tâm ngày càng mờ dần trong lòng người khi nhìn về hiện tình đất nước. Chính vì lẽ đó mà một góc độ Nguyễn Thúy Hạnh, người phụ nữ Việt Nam tháng 2 2020 đã cố gắng chứng minh mình làm vì nỗi lòng của một người đối với một người vừa ra đi. Một góc độ tình người như thế chắc chắn về tình hợp lý, về lý cũng rất là hợp tình. Vì thế, một lần nữa, tuổi trẻ yêu nước rất vinh dự được xướng danh Nguyễn Thúy Hạnh, người phụ nữ Việt Nam tháng 2 2020. Mến chào quý vị đang song hành cùng kênh TV Tuổi Trẻ Yêu Nước Quốc Nội. Vâng, như vậy là chúng ta cũng đã đi qua hai gương mặt trong Lady Show của Tuổi Trẻ Yêu Nước Quốc Nội tháng 2 2020. Đó là Hoa Khôi Làng Đấu Tranh, Cát Linh và người phụ nữ Việt Nam, cô Nguyễn Thúy Hạnh. Chúng ta cũng đã thấy được một cái góc nhỏ của hai nhân vật phụ nữ này trên cái không gian đấu tranh cho nhân quyền dân chủ Việt Nam, hướng tới một cái góc độ là hoàn thiện hơn và phát triển hơn trong tương lai. Thì một lần nữa, Trung Vũ Anh Bình mến chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong chủ nhật tiếp theo để chúng ta khám phá hơn nữa một cái góc độ năng động hơn nữa với hai nhân vật nữ này. Vâng, Trung Vũ Anh Bình mến chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Tự do đổi lấy tiếng cười, đổi cả tháng năm xa thân lao tù. Tự do không ai cho không, tự cuộc sống. Tự do không ai cho không, tự cuộc sống. Tự do tôi đây phải trả bằng gian khó. Tự do nào có lối đi băng giữa cuộc đời. Cuộc sống tự do.
không ai cho không từ cuộc sống. Tự do tôi đây phải trả bằng gian khó. Tự do nào có lối đi băng giữa cuộc đời. Tự do đổi lấy tiếng cười, đổi cả tháng năm xa thân là tù. Tự do không ai cho không từ cuộc sống. Tự do nếu có bên người, người cũng sẽ thân đổi cho tự do. Tự do không ai cho không cuộc sống. Tự do tôi đây phải trả bằng gian khó. Tự do nào có lối đi băng giữa cuộc đời. Tự do nào có lối đi băng.